Chào các bạn đã đến với kênh của mình ha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn giải về phần bài tập về ly tâm. Trước khi giải bài tập thì chúng ta sẽ xem lại ôn lại cái phần lý thuyết trước ha. Đây là phần lý thuyết thì các bạn ôn trước đi. Quay sẽ sinh ra cái lực ly tâm. Khi dung dịch hiện phù có nồng độ pha răng lớn thì chúng ta sẽ dùng ly tâm ha. Khi mà nồng độ pha rắn nó lớn hơn nồng độ pha lỏng á, khi mà mình lọc hoặc lắng thì nó sẽ là lâu, còn lọc thì lọc sẽ không được ha. Còn khi mà ly tâm thì nó sẽ văng cái các nồng các pha rắn nó ra. Ly tâm sử dụng khi nồng độ pha rắn lớn thường có 3 dạng ha, đó là giai đoạn liên tục, gián đoạn và bán liên tục. Thì có hai phương pháp ly tâm, đó là ly tâm lắng và ly tâm lọc. Ly tâm lắng là phân riêng nhũ tương và huyền phù, sẽ phân riêng cái dịch nhũ tương và huyền phù. Thì nhũ tương là cái âm hợp là hai chất rắn, còn huyền phù là chất rắn lỏng. Huyền phù giống như là nước qua gạo vậy đó, rắn trong lỏng. Còn nhũ tương là lỏng trong lỏng nhưng mà nó không tan vào nhau, là dầu với nước. Nhũ tương hay thấy là sữa, còn huyền phù hay gặp là nước qua gạo, tương tự vậy đi. Ly tâm lắng sẽ lắng trong cái thùng mà không có cái lỗ ha. Tác dụng của lực ly tâm và sẽ lực trọng trường nha các bạn. Thì sẽ, đây sẽ lực trọng trường, cái chiều quay như cái hôm trước mình đã vẽ nha các bạn. Còn đây là lực ly tâm ha. Khi mà nó quay á, ly tâm lắng hay là lắng ly tâm thì cũng là một thứ ha. Bán kính từ tâm là có chia pha nhẹ, pha nặng là R N mũ 2, nó sẽ bằng BA nhân R mũ 2 A ha, trừ cho PB nhân cho R mũ 2 B, chia cho khối lượng riêng của chất A với khối lượng riêng chất A là pha nặng, còn B là pha nhẹ ha. Về ứng dụng của ly tâm lắng thì chúng ta sẽ tách nước ra khỏi dầu cá nè và phân ly các loại dầu. Còn thứ hai là ly tâm lọc. Ly tâm lọc là quá trình phân riêng huyền phù, phân ly tinh thể sau quá trình kết tinh ha. Và ly tâm lọc sẽ dùng trong các thùng đục lỗ. Diện tích bề mặt lọc thì được tính bằng công thức như sau: F bằng 2VR. Năng suất ly tâm thì sẽ được tính bằng công thức với BF là khối lượng riêng của chất rắn và B0 là khối lượng riêng của huyền phù. Omega là cái vận tốc, D là cái đường kính ha. Còn R là cái R là bán kính quay của thùng, còn BS là khối lượng riêng của ba rắn. Y là giờ, tức là khả năng phân ly. Khả năng phân ly sẽ được tính bằng công thức tỷ số lực ly tâm chia cho tỷ số lực đi các bạn. Khả năng phân ly là KB bằng C chia G thôi nha các bạn. Ga các bạn. Chia cho lực trọng trường liên tục là có lượng riêng qua liên tục là 1000 kg trên mét khối và có lượng riêng của dầu là 870 kg trên mét khối. Bán kính đầu ra từ máy ly tâm là 3 cm. Và 4,5 cm thì chúng ta sẽ đổi ra mét thế ha. Thì đầu tiên chúng ta sẽ dùng công thức của lực ly tâm. Các bạn nhớ công thức này. Khi nói đến ly tâm thì các bạn phải nhớ được công thức này: RN mũ 2 bằng nhân cho R bình trừ khối lượng riêng. Thì đây là một cái công thức rất là quan trọng ha. Thì các bạn nên nhớ luôn để sau này mình làm các bài tập về ly tâm á, thì mình sẽ biết và mình làm được á. B nhân cho R bình A chia cho BA cho BB thì chúng ta sẽ có thằng nào lớn thằng đó là a là cái này, còn thằng nào nhỏ nữa là b ha. Mình chỉ cần kế số vô thôi, r a, thằng nào lớn là a nè, a trừ cho nhỏ ha. Kế số vô thì mình sẽ ra được r n là bằng 0,0977. Thì đó là mình muốn ôn cho các bạn lại một số về phần lý thuyết của ly tâm ha. Thì hôm nay chúng ta sẽ vô giải bài tập ly tâm. Bài tập hơi cũng khó một xíu ha.
lúc trình chiếu cần trang đen có lỏng spicer không biết. Ủa khoan khoan, bị đứng, mình bị đứng máy. Thì hôm nay mình sẽ giải, hướng dẫn các bạn giải cái bài tập về phần ly tâm ha. Đừng quên nhấn đăng ký cho mình nha. Thì đầu tiên, separation of language là có nghĩa là sao? Là chúng ta sẽ phân riêng cái hỗn hợp ra. Chúng ta sẽ phân riêng hỗn hợp thì chúng ta sẽ có công thức tính cái bán kính cái thùng quay trung bình này ha, thì sẽ bằng bán BA nhân cho RE trừ cho BB nhân cho RB bình phương ha, chia cho khối lượng riêng của A trừ khối lượng riêng của B. Ra tiếng Anh các bạn không biết đọc thì mình sẽ bấm tiếng Việt cho bạn ha. Thì A và B là dày đặc và có thể là chất lỏng nhẹ, nói chung là chất, một chất á sẽ là một chất có khối lượng riêng lớn và một chất có khối lượng riêng nhẹ, sẽ phân ly nhau bằng cái khối lượng riêng ha. Để các bạn nhìn vô các bạn thấy cái cục lớn với cái cục nhỏ nè, thì ở ngoài là A, ở trong là B. RA và RB gọi là bán kính đầu ra, bán kính đầu ra ha. Còn RN radius, radius là bán kính này các bạn, of neutron zone, neutron zone là cái zone là cái vùng ha, còn neutron là trung bình. Thì bán kính của cái vùng trung bình, nói chung là cái bán kính trung bình. Về phần 2 là năng suất ly tâm, thì chúng ta như video viết lý thuyết hồi nãy thì mình đã có nói qua ha. Thì trong năng suất ly tâm thì mình sẽ có Q sẽ bằng D bình nhân omega bình nhân BS là B soi các bạn, chất lỏng á, chất rắn á, trừ cho B nhân cho V chia cho 18 nhân cho độ nhớt nhân cho log nê bê của R2 chia R1 ha. Thì có nghĩa là R lớn chia R nhỏ nè. Thì ở đây là Angular battery là tốc độ gốc, volumetric flow rate là năng suất, flow rate là cái năng suất cái dòng chảy ha, hay còn gọi là năng suất thể tích. Còn V là opera volume, cái thể tích mà có thể centrifuge này là cái máy ly tâm là các bạn, centrifuge là cái máy ly tâm ha. Operating volume of the centrifuge có nghĩa là cái năng suất mình mới có thể làm việc tới ha. Còn D là diameter, diameter như hổm giờ mình chỉ các bạn, D á, D là đường kính, đường kính là diameter of the particle là đường kính của cái này luôn ha, nguyên cái máy này luôn. Còn R2 là radius of light phase outlet có nghĩa là bán kính của cái pha nhỏ thì chuyện pha sáng kỳ quá. Còn R1 là radius of density phase outlet là cái bán kính cái vùng này nè, từ đây tới đây ha. Còn N là speed of rotation là tốc độ quay. Thì còn cái T là cái thời gian là bằng thể tích chia cho năng suất thôi ha. Hình 6 này các bạn đã thấy à, đây là R1 nè, còn đây là R2 ha. R2 thì nó nhỏ thôi, còn R1 thì từ đây tới đây ra bự lắm. Các bạn có thể thấy được separation of immiscible liquids là sao ạ? À? Dịch là tách chất lỏng không hòa trộn ha. Thì có thể cái video đó các bạn không thấy được, tách chất lỏng không hòa trộn vào nhau có nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng phương pháp ly tâm. Cái chiếc xe nó làm cái gì nó chạy, nó chạy luôn hoài luôn. Thì mình sẽ có đây là R1 ha, đây là R2 và cuối cùng là RN nè. À, Q là omega là vận tốc gốc ha, Q là lưu lượng thể tích, V là thể tích hoạt động của máy ly tâm, D là đường kính của hạt, R2 là bán kính ổ cắm pha sáng, R1 là bán kính đầu ra pha gì đặc gì đó, N là tốc độ quay. Thì hôm nay mình sẽ vào cái bài tập ly tâm
Của các bạn là mình sẽ có cái đề tiếng Anh trước ha. Chúng ta nên làm quen với tiếng Anh luôn, tại vì cũng lớn rồi ha. Beer with a specific gravity of 1,042 là gì vậy? Trọng lượng riêng của bia. Bia có trọng lượng riêng là 1,042 ha. Và viscosity là quen ha, là độ nhớt nè. Viscosity là độ nhớt là 1,04 × 10^-3 newton dây trên mét bình phương ha. Constant 1,5% solid có nghĩa là chứa 1,5 chất rắn. Which have a density of 1,160 kg/m³ ha, có nghĩa là khối lượng riêng của chất rắn á là 1,160, còn khối lượng riêng của bia là 1,042 ha. It is cherry at a ray là có cái tốc độ chảy ha, ray là cái tốc độ chảy hay là cái lưu lượng gì đó vân vân, là 240 lít/giờ. In a bowl centrifuge là máy ly tâm ha, còn bô là cái tô hay là gọi là cái bát hay là cái gì đó, trong một cái máy ly tâm hình dạng cái bát với operating volume, cái thể tích mà làm việc, operating thể tích làm việc của nó là 0,09 m³ ha, và cái speed of và cái tốc độ quay của nó là 10.000 rel là vòng ha, trên phút. Chúng ta có tốc độ quay của nó là 10.000 vòng trên 1 phút. Cái bát này có một cái đường kính là 5,5 cm ha. Và cái lỗ thoát gì đó, filter with outlet, một cái lỗ thoát là 4 cm. Cái này nó kêu mình là calculate, tính cái ảnh hưởng của cái vận tốc chảy đến cái gì đó, cái bát ha, với cái tốc độ quay lần thứ hai là 15.000 vòng trên 1 phút, và mình phải tính được cái đường kính nhỏ nhất, cái kích cỡ nhỏ nhất có thể làm việc với tốc độ cao này ha. Nói chung mà tính D, tính lại D, cái phần D. Tiếp tục ha các bạn, thì sau đây mình sẽ dịch cái đề này cho các bạn ha. Nãy mình dịch sơ, giờ mình dịch kỹ nè. Thì bia có cái trọng lượng riêng là 1,042 và độ nhớt viscosity là 1,04 × 10^-3 newton dây trên mét bình ha, là chúng nó sẽ chứa 1,5% chất rắn, có khối lượng riêng chất rắn là bsoil hay gọi là bs á, bs. Ở đây nó có cây bút không? Có nè, có không? Ben bs ha. Nó được làm khô ở tốc độ 200, cái này không phải tốc độ các bạn, cái này là lưu lượng hay gì á, 240 lít/giờ trong một máy ly tâm bát. Cái này 240 là Q1 nha, cái lưu lượng lít/giờ không phải tốc độ nha, dịch sai nè. Cái độ dày ở đâu ta? Highlight thôi, có nhiều xài nhiều đi. Trong một máy ly tâm bát, thể tích hoạt động là V ha các bạn. V của nó là bằng 0,9 nè. Và tốc độ thì cái này là N1 nha. Thì bát có đường kính 5,5 D1 ha, và có lỗ thoát là 4 cm là D2. Thì các bạn sẽ lắc, các bạn sẽ lấy là chia 2 ra ha. Thì chúng ta sẽ tính toán ảnh hưởng đến tốc độ cấp liệu của việc tăng tốc độ tô lên. Cái này là 15.000 vòng trên 1 phút, có nghĩa là N2 nha các bạn. Và kích thước hạt tối thiểu có thể được loại bỏ ở tốc độ cao hơn. Kích thước hạt tối thiểu có thể loại bỏ, kích thước có hỏi là đường kính không ạ?
kích thước thì nó sẽ hỏi đường kính ha. Thì cuối cùng cái máy này nó sẽ cho các dữ liệu trên đây, thì các bạn nó sẽ tính được con cái bút đồ. Tính toán ảnh hưởng đó ha, đến tốc độ nó thì cách liệu của việc tăng tốc độ lên 15.000 vòng trên phút, nói chung là nó sẽ kêu tính D nha các bạn, tính cái kích thước hạt tối thiểu có thể loại được bỏ tốc độ cao hơn ha. Để làm được bài này thì trên đây mình cũng là tóm đề sơ sơ rồi ha. Chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ tính tốc độ chảy ban đầu. Tốc độ chảy ban đầu có nghĩa là Q1 phải không ạ? Q1 đây là công thức Q mà thì mình đã ôn tập cho các bạn ở phía trên ha. Q1 nó sẽ bằng V nhân cho 2BN1 chia cho 60. 2BN1 chia cho 60 này có nghĩa là gì ạ? Là omega nha. Bút ơi. Này, omega bình phương rồi nha các bạn. V nhân cho omega bình phương nhân cho D nhân cho BB trừ cho BH. BB này còn hay còn gọi là B rắn ha. Nhưng gọi là B sôi á. Trừ cho BS chia cho 18 nhân cho độ nhớt nhân cho log nê bê của R0 chia cho R1. Và cái này là new flow rate, mình muốn cho các bạn học Anh văn luôn cho nên mình để đây là dòng chảy mới ha, tốc độ này dòng chảy nè, mới nè, cái tốc độ thì Q thì nó chỉ khác nhau một chỗ là N này thôi nha các bạn. N này nè. N1 và N2 đây thôi nha. Nó khác nhau hai cái điểm này thôi. Như tất cả các điều kiện ngoại trừ tốc độ thì ngoại trừ N á, thì những cái điều kiện khác cũng như cũ thôi nha. Cho nên mình sẽ lập tỷ lệ, mình sẽ lấy Q2 chia cho Q1. Thì những cái nào như cũ á thì mình gạt bỏ đi hết. Thì bây giờ mình chỉ lập tỷ lệ Q2 thì sẽ W2 ha. Q1 thì có bình phương nha các bạn. Mình sẽ lấy tỷ lệ như thế này nha. 2BN2 chia cho 60. Tại vì sao chia 60? Này, nó là vòng trên phút. Giờ mình đổi này là vòng trên giây ha. Nên chia cho 60. Thì mình sẽ lập tỷ lệ cái 240 này nè. 240 lít trên giờ, các bạn nhớ cái đầu đề cho không? Trên giờ thì các bạn đổi ra trên giây thì các bạn chia cho 3600 là ra ha. Thì sau đó 2B đây mình lấy 3.142 nhân cho N2 là cái số vòng N2 nè, chia cho N1 phải không? Thì therefore là gì bạn? Do đó anh có nói là suy ra đó, mình sẽ tính được Q2 là 0.15 lít trên giây. Các bạn nhớ đáp án Q2 là 0.15 lít trên giây nha. Nè, cái đề nó cho nè, nó được làm trong ở tốc độ 240 lít trên giờ là Q1 ha. Thì bây giờ tiếp theo mình sẽ nhìn đây là V. Bạn nhìn chuột mình thấy không ạ? Đây là V ha. Đây là N, cái này D nè. Hai cái D này mình sẽ chia 2 ha. Đem chia 2 nó sẽ ra R. D bằng R nhân 2 nha các bạn. Hiểu không? Đường kính bằng bán kính nhân 2. Thì có nghĩa bán kính sẽ bằng đường kính chia 2 thôi. Tới đây cũng dễ ha. Qua luôn. Để tìm kích thước hạt tối thiểu á, cái kích thước hạt nhỏ nhất mà có thể bị phân ly ly tâm ra thì mình sẽ sử dụng công thức này ha. Thì D nó sẽ bằng Q2 nhân cho 18 độ nhớt nhân cho log nê bê. Thì các bạn thấy công thức này sẽ được suy ra từ công thức này ha. Nè, D bình ở đây. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng công thức này, mình sẽ suy ra được D bình nha các bạn. D bình là bao nhiêu thì mình sẽ hai cái thằng này nhân lại và chia cho cái vế trên đây thôi. Nè, nó sẽ ra được vậy ha. BS, B này sẽ là B sôi nè. Còn BF này là bia ha. Lý quyệt á. Q2 mình vừa tính ra được là 0.15 nè. Thế số vô 18 nhân cho độ nhớt ha. Nhân cho log nê bê của cái này là 5.5.
này 4 hay gì đó, các bạn chia 2 ra ra số này ha. Ở dưới là 2 nhân cho cái này dễ rồi. Chỉ cần thay số vô 0,09 mét khối chứ ha. Sau đó các bạn sẽ lấy căn. Lấy căn tới đây là xong bài toán rồi ha. Sau đó lấy căn tính ra được đáp án cuối cùng là 6,8 micromet. Đến đây là chúng ta đã giải quyết xong bài toán này. Thì kích thước hạt tối thiểu của chúng ta là bao nhiêu ạ? Là 6,8 micromet nha các bạn. Là đáp án cuối cùng. Đến đây là cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi video này ha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video vì sao. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cái gì đây? You can get in. Ok. Cảm ơn các bạn rất nhiều ha. Thì đây là video về bài tập ly tâm. Các bạn nhớ đăng ký cho mình để sau này mình làm nhiều video hơn cho các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video kỳ sau.